vào khoảng 15 giờ 15 phút chiều qua, anh Phan Văn Nguyên, 38 tuổi, quê Thanh Hóa, điều khiển xe tải biển số 51C53169 chở hàng ngàn thùng bia chạy trên quốc lộ 51 hướng từ Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh đến hầm chui ngã tư Vũng Tàu thì bị nghiêng và đổ hàng trăm thùng bia xuống đường hầm. Tại hiện trường, hơn 400 thùng bia vương vãi khắp mặt đường. Sự cố khiến giao thông qua hầm chui ngã tư Vũng Tàu bị ùn tắc. Chính quyền địa phương và người dân đã hỗ trợ tài xế thu gom các thùng bia còn nguyên vẹn đưa lên xe, đồng thời dọn dẹp các thùng bia vỏ lon bia hư hỏng. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng nhanh chóng có mặt tạm thời phong tỏa không cho phương tiện khác vào hầm chui để dọn dẹp hiện trường. Các phương tiện hướng từ Vũng Tàu được điều tiết đi trên hầm chui vòng qua ngã tư Vũng Tàu để đi thành phố Hồ Chí Minh.